Và bây giờ là coi như chúng ta bắt đầu chính thức đi vào những cái phần phần chính của cái môn học của chúng ta đấy. Đó. Thì ở trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ được giới thiệu là làm thế nào để chúng ta có được cái đối tượng đồ họa cơ sở đó. Đấy. Đối tượng đồ họa cơ sở là chúng ta sẽ có ba cái đối tượng chính. Thứ nhất là điểm, thứ hai là đường thẳng và thứ ba là gì? Là tam giác. Và chúng ta coi ba cái đối tượng này như là các viên gạch để xây nên các đối tượng đồ họa. Dù là đơn giản nhất cho đến phức tạp thì chúng ta cũng đều dựa trên ba cái đối tượng cơ sở này. Đấy. Nó giống như chúng ta xây một cái chúng ta dùng gạch để xây nhà đấy. Dù là xây một cái ngôi nhà cấp 4 hay là xây một cái nhà cao tầng hay là một lâu đài thì chúng ta vẫn phải cần những cái viên gạch đầu tiên. Đó. Thì cái điểm đường thẳng tam giác này chúng ta hiểu nó giống như là viên gạch để tạo nên các đối tượng đồ họa từ đơn giản đến phức tạp, đúng không? Và đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái màn hình điểm của chúng ta. Đấy. Nào hôm trước là chúng ta có nói là có hai phương thức hiển thị ở trong cái màn hình của chúng ta. Đó, hai phương thức hiển thị đấy, thứ nhất là hiển thị raster và thứ hai là hiển thị vector. Thì hai phương thức đấy chúng ta hiểu còn nhớ cái raster là gì và hiển thị vector là gì không? Đấy. Phạm Quang Dương nào, Dương thử nhắc lại cho cô xem nào. Cô có hai điều khiển raster và vector. Thì, Raster là gì và vector là gì? Trường như thế nào thì gọi là hiển thị raster? hiển thị raster là hiển thị em nhớ là một kiểu là Ồ đúng rồi, đúng rồi. Nó là một cái ma trận bao gồm các không và một. còn hiển thị vector là nối điểm, em nhớ như là nối điểm của Nó được tạo bởi các đường thẳng cơ sở nối lại với nhau. vâng. Đấy, đúng rồi. Bạn Dương bạn nói chính xác đấy. Tức là trong cái trường hợp này chúng ta có hai cái phương thức hiển thị. Thứ nhất là raster, tức là đối tượng đồ họa của chúng ta là bao gồm tập hợp các điểm ảnh rời rạc. Đúng không? Nó bao gồm tập hợp các điểm ảnh rời rạc. Thì điểm ảnh đó người ta gọi là hiển thị raster. Và cái trường hợp thứ hai là hiển thị vector là bao gồm tập hợp các cái đường thẳng cơ sở để tạo nên cái đối tượng đồ họa. Đó. Và hai cái phương thức đấy thì chúng ta có nói là gì? Bây giờ cái thằng nào là thằng phổ biến? Đúng không? Các nhà sản xuất phần cứng người ta ưa chuộng cái thiết kế cái phương thức hiển thị nào? Thì hôm trước cô có nói với chúng ta là hiện nay thì cái phương thức hiển thị phổ biến của các cái nhà sản xuất phần cứng bây giờ ấy là người ta sẽ chọn cái phương thức hiển thị raster. Chọn phương thức hiển thị raster. Đó. Và đây thì chúng ta sẽ suy ra là nếu như trong trường hợp cái đối tượng của chúng ta là bao gồm tập hợp các điểm có nghĩa là gì? Chúng ta nhìn đây, đây là cái màn hình điểm nhé. Đây là cái màn hình điểm. Và trên cái màn hình điểm như bạn ấy vừa nói đấy là chúng ta sẽ có các cái bit 0 và bit 1 đúng không? Thì mỗi một cái bit 0 và bit 1 ở đây này là chúng ta coi là một cái điểm ảnh rời rạc. Cho nên là trong cái màn hình điểm của chúng ta là theo cái phương thức hiển thị raster là chúng ta sẽ bao gồm hợp các cái điểm ảnh rời chúng ta tập hợp các điểm ảnh rời rạc. Và chúng ta thấy xong là từ đây là người ta sẽ chia cái màn hình của chúng ta thành các cái đơn vị điểm ảnh, đúng không? Giả sử chúng ta cứ coi đây là một cái màn hình vật lý và chúng ta chia nó thành là gì? Có 4 điểm theo chiều ngang và 3 điểm, 4 điểm theo chiều dọc và 3 hàng theo chiều ngang, đúng không? 3 hàng theo chiều ngang, nghĩa là chúng ta chia một cách gì? Vật lý. Tức là có nghĩa là nó vẫn có cái tọa độ thực trong cái màn hình vật lý này của chúng ta. Đấy. Và trong cái hình vuông như thế này này, trong một cái hình vuông đó thì người ta sẽ chọn một cái điểm ở giữa cái hình vuông này đấy, ví dụ trong trường hợp này chúng ta chọn cái điểm này có tọa độ 0 0 thì cái thằng 0 0 này nó sẽ đại diện cho toàn bộ cái hình ô vuông to xung quanh nó, đúng không? Toàn bộ cái hình vuông to xung quanh nó đấy, hay nói đúng hơn là đây là một cái màn hình và người ta chỉ có các tọa độ nguyên thôi, người ta sẽ không có tọa độ thực đấy. Ví dụ như cái thằng hình vuông này của chúng ta nhé. Đấy, thì nếu như chúng ta có một cái điểm biểu diễn một cái điểm ở đây, vị trí này chẳng hạn. Và cứ cho cái vị trí này của chúng ta là 0,25. Đúng không? Và đây là 0,25. Đây là tọa độ thực đúng không? Nhưng mà mình thấy cái điểm này của chúng ta nó nằm trong cái hình vuông màu đỏ này này.
thì chúng ta sẽ suy ra là vậy thì chúng ta sẽ chuyển nó sang tọa độ 0,0 để biểu diễn đại diện thay cho cái gì? Cái thằng 0.25 và 0.25. Đúng không? Đó. Cho nên là đây của chúng ta nói là gì? Người ta sử dụng lưới các giá trị nguyên cho tâm các điểm ảnh. Đúng không? Và các điểm ảnh trên của chúng ta thì nó sẽ cách vị trí trung tâm khoảng tầm là 0.5. Tức là từ đây đến đây của chúng ta là 0.5. Không, đây đến đây là 0.5. Đây 0.5 và đây 0.5. Tức là tất cả các điểm mà có giá trị thực trong phạm vi của cái hình vuông này thì nó đều quy về giá trị nguyên là 0,0 để nó biểu diễn. Đó, để nó biểu diễn. Bởi vì là trong các cái trình ứng dụng API của cái đồ họa ấy thì cái nguyên tắc của nó là bao giờ nó cũng sử dụng lưới giá trị nguyên. Người ta không sử dụng giá trị thực để biểu diễn cho một điểm ảnh trên màn hình vật lý đâu các em ạ. Bao giờ người ta cũng dùng lưới giá trị nguyên. Đúng không? Và nếu như mình có thằng giá trị thực đi chăng nữa thì nó cũng gì? Nó cũng xác định xem là cái thằng này nó nằm trong cái hình vuông nào. Đúng không? Thằng hình vuông đó gần với cái điểm nguyên nào thì nó sẽ quy là cái điểm nguyên đó là gì? Là cái tọa độ cái điểm này. Chứ nó không tính là 0.25, 0.25 nữa. Đúng không? Cho nên là gì? Ở đây chúng ta sẽ có được cái phần là về chương 2 ở đây các em nhé. Đó, chương 2 ở đây. Chương 2 là xây dựng các đối tượng cơ sở. Đúng không? Như vừa rồi chúng ta nói là cái đối cơ sở của chúng ta có điểm này. Đúng không? Đường thẳng này. Và tam giác. Ba cái thằng này là ba cái biên vạch để xây dựng nên mọi đối tượng từ 2 chiều cho đến 3 chiều. Tất cả đều dựa trên cái ba cái đối tượng cơ sở này. Đúng không? Đó. Rồi. Là bây giờ như chúng ta vừa nói đấy là trong các cái trong các ứng dụng API của đồ họa. Đó. Là người ta sử dụng đấy. Người ta sử dụng lưới giá trị nguyên để biểu diễn cho tọa độ các điểm này. Đó, người ta sử dụng cái lưới giá trị nguyên các em ạ. Họ không sử dụng lưới giá trị thực đâu. Cái này các em cứ để ý nhé. Nếu mà chúng ta mà bạn nào mà từng làm Pascal hoặc là C hoặc là Java, tức là chúng ta sử dụng cái thư viện đồ họa trong những cái ngôn ngữ lập trình ấy, thì bao giờ chúng ta thấy là cái kích thước của nó nhé là khoảng tầm 4.800 nhân với lại gì 6.400, ví dụ như thế chẳng hạn, đúng không? Điểm ảnh, độ phân giải của nó đấy, độ phân giải của nó. Thì cái trường hợp này của chúng ta là gì? Là cái bề, cái chiều cao của nó đấy, cái chiều rộng của nó là sẽ là 4.800 hàng, còn cái chiều gì? Chiều rộng và chiều dài của nó thì là sẽ là 6.400 cột, ví dụ như vậy, đúng không? Có nghĩa là người ta chỉ chọn các giá trị nguyên thôi chứ người ta không chọn những cái giá trị thực để người ta biểu diễn cái hình ảnh đồ họa của chúng ta. Tọa độ của tất cả các điểm ảnh rời rạc của chúng ta đều là những giá trị có tọa độ nguyên, tọa độ nguyên, đúng không? Đấy, và chúng ta lại đặt ra câu hỏi vì sao không dùng thực, bởi vì là người ta thấy nó gì, nó tiện ích hơn, đúng không? Ở một góc độ nào đấy mình nhìn mình vẫn cảm giác độ mịn của đối tượng, cho nên là người ta dùng giá trị nguyên cho nó dễ trong quá trình tính toán. Đấy, đấy, cho nên là trong những cái API này thì bao giờ người ta cũng dùng lưới giá trị nguyên. Thế câu hỏi đặt ra là thế có cái đồ họa nào mà người ta lại dùng lưới giá trị thực không? Có, đúng không? Vẫn có, nhưng mà nó sẽ không phổ biến, đúng không? Bởi vì khi mà các em đưa cái giá trị tọa độ thực vào thì cái quá trình tính toán cộng trừ nhân chia nó sẽ rất là mất thời gian. Nó sẽ tốn thời gian trong cái quá trình tính toán và lưu trữ. Cho nên người ta thấy dùng cái giá trị nguyên thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề như vậy. Đó. Rồi. Thôi chúng ta chỉ, cô chỉ giới thiệu đến đấy thôi. Còn đến cái phần về các cái đối tượng đồ họa cơ sở thì chúng ta sẽ dành cho cái buổi sau các em nhỉ.